tất cả các bạn độc giả hôm nay hả? Bắt đầu lại. Xin chào tất cả các bạn độc giả. Hôm nay Hà rất vui khi được có mặt trong buổi giao lưu chia sẻ trên trang First New ngày hôm nay. Khách mời đặc biệt ngày hôm nay là chị tiến sĩ Phạm Thị Thúy. Chị là giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia và chị là một nhà xã hội học, một nhà tâm lý học và là một nhà giáo năng lòng và tâm huyết với nền giáo dục Việt Nam. Chị tiên phong với phương pháp dạy học tích cực và nói không với cái cách dạy học thụ động là thầy đọc trò chép, thì chị đã cùng với lại những người bạn đồng nghiệp của mình đã dày công xuất bản cuốn sách Cẩm nang phương pháp sư phạm. Với cuốn sách này, đó là một ấn phẩm có giá trị đặc biệt và nó đã được vinh dự chọn và đưa vào biên mục của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Và hôm nay chị có mặt tại First New để cùng chia sẻ với các bạn độc giả và quý thầy cô để các bạn học sinh sinh viên với chủ đề để có một giờ học, một lớp học hạnh phúc, giáo viên cần phải là như thế nào. Xin mời chị. Thì theo chị, thế nào một giờ học hạnh phúc và một lớp học hạnh phúc? Cảm ơn bạn Hà và cảm ơn First New hôm nay đã mời tôi đến đây trò chuyện trong chương trình. Thật sự là tôi rất là vinh dự khi mà được chia sẻ với mọi người về một chủ đề tôi rất tâm đắc, đó là một giờ học hạnh phúc, một lớp học hạnh phúc. Trong quan điểm của tôi, khi mà cách đây hơn 10 năm, năm 2005 tôi được học về phương pháp sư phạm và tôi được chia sẻ bởi các thầy của tôi, đó là các chuyên gia Đức và chuyên gia Việt Nam, thì chúng tôi rất là coi trọng một giờ học làm thế nào để cho người học cảm thấy vui vẻ, người học hài lòng. Và một giờ học hạnh phúc, một lớp học hạnh phúc chính là một cái sự thoải mái và hài lòng từ phía người dạy cũng như là người học. Người học họ học được cái mà họ cần học và họ học trong một cái không khí vui vẻ, tích cực. Họ cảm thấy được chia sẻ với thầy cô, được chia sẻ với bạn bè. Họ cảm thấy có một cái kết nối thực sự, có một cái tình cảm rất tích cực giữa người thầy cũng như là với người học và giữa người học với nhau. Và trong một cái lớp học hạnh phúc là khi người học có cơ hội được nói lên tiếng nói của mình, được đặt câu hỏi, được thực hành, được phản biện, được chơi, được giao lưu với thầy cô bạn bè, thì đấy là cái sự hài lòng của người học. Còn với người thầy chúng tôi thì một lớp học hạnh phúc là người thầy sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà mình được chia sẻ những điều mà mình tâm huyết đến với người học và được người học đón nhận, được người học có một cái tương tác tích cực với mình. Và một trong những cái điểm hài lòng nữa của chúng tôi đó là nhìn thấy người học, nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt người học, nhìn thấy sự thay đổi trong hành vi, trong thái độ của người học khi mà họ học xong cái môn của mình. Mục tiêu của chúng tôi trong một cái giờ giảng quan trọng nhất đó là mục tiêu về mặt kiến thức, mục tiêu về mặt thái độ, mục tiêu về mặt kỹ năng. Thì kiến thức đó là sau khi học, người học học thêm một cái gì đó mới, học được từ thầy và từ các bạn của mình. Về kỹ năng thì người học có thể thực hành được, làm được những gì mà người thầy đang truyền đạt, đang chia sẻ. Và về mặt thái độ, người học sẽ cảm thấy tự tin hơn với cái kiến thức của mình, tự tin hơn với cái cách suy nghĩ, cái hướng nhìn, cái cách nhìn, cái hướng tư duy của mình khi mà mình được trao truyền bởi thầy và các bạn. Thì khi mà chúng tôi đạt được sự thỏa mãn nhu cầu của cả hai bên thì đó là một lớp học hạnh phúc, đó là một giờ học hạnh phúc. Nhưng có lẽ là phải nói nhấn mạnh cả hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc mà mỗi người khi mà cảm thấy rất là thỏa mãn, rất là vui với cái mà mình mong đợi mà mình đạt được, thì đó chính là một trạng thái mà ai đi học cũng muốn. Và chúng tôi với tư cách là những người dạy thì ai đi dạy cũng mong muốn là một lớp học của mình được như vậy. Dạ vâng, thì gần đây em thấy ở trên truyền hình có một cái chương trình là Thầy cô chúng ta đã thay đổi. Thì xuyên suốt các tập phát sóng thì tiêu chí của chương trình đưa ra là học sinh phải thay đổi khi thầy cô thay đổi. Thì theo chị, những cái tiêu chí đó thì đã Tôi rất thích cái xem cái chương trình Thầy cô chúng ta đã thay đổi hôm 18 tháng 11 là đã phát sóng. Và thông điệp của chương trình đó là học sinh sẽ thay đổi khi người thầy thay đổi. Tôi rất đồng cảm với chương trình. Khi mà người thầy thực sự thay đổi, đấy là lúc mà người trò có cơ hội được tạo ra một cái không gian mới, một cái cách học mới, một cái sự sáng tạo mới. Người thầy chính là người có vai trò quyết định để tạo nên một lớp học hạnh phúc hay không. Nhiều giáo viên cứ nghĩ rằng là học trò thụ động quá, học trò lười quá,
cho nên chúng tôi không có đổi mới phương pháp được, chúng tôi không có làm được như chúng tôi muốn. Chúng tôi muốn rất nhiều nhưng mà gặp phải những cái tảng băng, gặp phải những rào cản, gặp phải những thái độ đồ cả của những em học sinh cá biệt chẳng hạn. Tôi thì tôi không có đồng tình quan điểm đó. Tôi coi trọng một cái vai trò của chính người thầy. Khi mà muốn có một cái lớp học hạnh phúc thì chính người thầy phải có những cái sự thay đổi. Nên cái quan điểm của chương trình tôi rất thích. Chỉ có một vài cái lúc mà khi mà đưa ra những cái nhận xét giữa hội đồng chuyên môn với các giáo viên thì tôi có cảm thấy có một gì đó nó hơi có một cái cảm giác là tôi không có thích lắm khi mà những cái lời nhận xét mang tính tiêu cực như vậy về một thầy cô giáo lại được phát sóng cho toàn quốc, cho công chúng xem. Thì tôi quan điểm của tôi là cái lời nhận xét góp ý thay đổi nếu là tích cực thì sẽ là một cái lời động viên khích lệ rất là lớn để người ta biết cách người ta thay đổi. Nhưng nếu đó là một cái lời chê thẳng thừng thì nên là góp ý riêng tư. Ví dụ như là bạn thấy tôi có gì không ổn, bạn sẽ nói riêng với tôi và tôi sẽ có cơ hội thay đổi. Còn nếu mà chúng ta nói cho nhiều người biết thì tôi lại không thích lắm. Nhưng cái thông điệp mà chương trình họ quay một thời gian dài các giáo viên dạy như thế nào, rồi sau đó họ hướng dẫn cho giáo viên thay đổi về mặt phương pháp và họ cho giáo viên cái cơ hội để thực hành những cái mà họ đã dạy đó, và họ lại quay tiếp những cái phản ứng của cả thầy và trò trong tất cả những cái lớp học một suốt một thời gian như vậy, thì đã mọi người đã thấy được cái tính tích cực rất là lớn và các thầy cô đã thật sự thay đổi. Và hôm đó tôi xem cô Nga tôi cảm thấy rất là phục cuối. Cô là một giáo viên dũng cảm. Và lúc đầu thì cô có rất nhiều định kiến với học trò, cô nghĩ là học trò không làm được, cô nghĩ là cô không thay đổi được. Nhưng khi cô được tập huấn những phương pháp sư phạm tích cực thì cô đã thay đổi. Cô đã cho người học được chơi, cô cho người học làm việc nhóm, rồi có những cái tương tác. Và tôi rất đồng tình với chúng tôi chia sẻ trong cuốn sách phương pháp sư phạm này cũng là những cái cách thức mà giúp cho giáo viên có thể thay đổi được như vậy. Và chị, để có một giờ học hạnh phúc, một lớp học hạnh phúc thì cần phải có một cái yếu tố gì? Có lẽ là để có một giờ học hạnh phúc, một lớp học hạnh phúc thì quan trọng nhất là bản thân người thầy có thật sự tâm huyết hay không. Yêu nghề, một người thầy yêu nghề sẽ học suốt đời để cái kiến thức của mình nó luôn luôn cập nhật, nó luôn luôn đủ để có thể chia sẻ và tương tác cùng với các em. Nhất là thế kệ hệ sinh viên học sinh bây giờ, các em rất thông minh và các em có cơ hội tiếp cận với Internet. Chúng ta biết là mọi người đều bình đẳng khi mà cập nhật vào Internet. Ai cũng có thể tìm kiếm được những thông tin mà mình cần. Những người có ngoại ngữ thì họ lại càng cập nhật được những kiến thức mới nhất của thế giới. Vì thế mà khi người thầy thật sự tâm huyết với nghề sẽ luôn luôn trau dồi về chuyên môn, sẽ luôn luôn học và họ có đủ sự tự tin để mà cùng với học trò của mình tương tác. Và thậm chí là khi mà người thầy tự tin rồi thì khi người học trò có những câu hỏi phản biện thì người thầy cũng rất là sẵn lòng lắng nghe và người thầy sẽ rất thích tranh luận với những câu hỏi phản biện đó, chứ không mang tính là chê bai người học trò tại sao lại dám chê thầy, tại sao lại dám phản biện thầy. Tôi nghĩ có lẽ chỉ một người thầy nào mà không có được tự tin lắm thì mới không có dám cho người học tương tác, không có dám cho người học tranh luận. Nếu một người thầy có đủ bản lĩnh, đủ tự tin về mặt kiến thức chuyên môn của mình và có một cái thái độ tôn trọng người học trò thì chắc chắn là sẽ rất thích những cái giờ học có tính tương tác, có sự giao tiếp hai chiều giữa người học và người dạy. Và như vậy thì lớp học nó mới thật sự là sinh động, nó mới thật sự phát huy được cái tính tích cực chủ động của người học trò. Và khi người học trò được nghe này, được nói này, được làm này, và lại cũng được người thầy đáp lại với mình như vậy, thầy cũng sẵn sàng nghe mình, thầy cũng sẵn sàng trao đổi với mình, thầy cũng sẵn sàng cùng với mình thảo luận, thì người học trò cảm thấy rất là hạnh phúc. Dạ vâng, thì để những cái giờ học mà hạnh phúc như vậy thì cái người học trò cần phải có những cái vai trò gì để tương tác với những người thầy trong cái giờ học đó? Có lẽ là người học trò trong xã hội hiện nay ấy, chúng ta có nhiều người than là các em nó chạy mạng, các em mãi điện thoại iPad rồi Facebook rồi vân vân. Thành ra là đôi khi có những thầy cô than phiền với tôi là trong giờ không được tập trung lắm. Quả thật là cũng có một số bạn động lực học không có cao. Có thể ví dụ như ở bậc đại học đi, có một số bạn đi học là theo cái sự lựa chọn của bố mẹ, chứ các bạn chọn cái chuyên ngành đó không phải là do sở thích, cho nên các bạn ấy không có đam mê, các bạn ấy cũng cảm thấy mình không đủ năng lực để theo, cho nên đến lớp như là một cái việc bắt buộc và các bạn ấy học không được nhiệt tình. Nhưng cái số đó không nhiều, và chính người thầy mới là người cần phải truyền động lực cho những người đó để họ thay đổi. Ví dụ như là nếu một người thầy thật sự hết lòng về học trò sẽ ngay đầu môn học sẽ không chưa nói ngay những cái kiến thức của môn học mà sẽ khơi gợi cho các em những điều các em cần
học môn này các em sẽ được gì và các em nên học như thế nào. Nói cho người học biết mục đích của môn học, nói cho người học biết phương pháp học và cái cách mà thầy trò sẽ tương giao với nhau. Thì khi đó sẽ cuốn hút được cái sự quan tâm của các bạn trong lớp. Kể cả những bạn mà chưa được chú tâm lắm, chưa có động lực lắm, nhưng khi gặp một người thầy, người cô trong một buổi đầu tiên đã có thể truyền cảm hứng cho họ, đã có thể khơi cho họ một cái nhu cầu, thì chắc chắn là họ sẽ chú ý vào bài học hơn. Cho nên gần như là tôi không, trong cuộc đời đi học cũng 17 năm rồi, tôi không có gặp một cái lớp học nào mà tôi cảm thấy là các em lười học, hay tôi cũng hiếm khi gặp một học trò nào mà cảm thấy các em lười học đến mức mà làm cho tôi chán nản. Tôi không có gặp cái tâm trạng đó. Và tôi thấy là cái cách mà mình đang làm những gì mà mình tâm đắc, mình chia sẻ trong cuốn phương pháp soạn này cũng là cái may mắn của tôi khi mà tôi được học một lớp phương pháp soạn thực hành, và chúng tôi được chia sẻ những cái kinh nghiệm rất là quý. Và cái quý hơn nữa đó là lớp này chúng tôi không học lý thuyết mà chúng tôi học thực hành. Những gì mà các thầy cô dạy chúng tôi là những cái mà chúng tôi ra chúng tôi làm được. Làm được thì khi chúng tôi truyền tải cho người khác, họ làm được, chúng tôi cũng rất là hạnh phúc. Và cái đó chính là cái chìa khóa để tôi thấy rằng là vấn đề không phải là người học trò. Tôi hoàn toàn không nghĩ rằng là người học trò phải thế này, phải thế kia để lớp học hạnh phúc. Không. Người thầy chúng ta nên làm gì? Người thầy chúng ta nên có cái thái độ như thế nào, có những cách thức như thế nào để cho người học trò, để cuốn hút người học trò vào bài giảng của mình, để học trò họ muốn nghe giảng. Ví dụ nha, chúng tôi thường tổ chức những trò chơi sư phạm, những cái trò chơi tập thể này, những trò chơi cá nhân, những trò chơi đội nhóm này, những trò chơi mang tính thi đua này, để làm cho các em có những cái tính cạnh tranh trong lớp, có những niềm vui, có những tiếng cười trong lớp, và đặc biệt có cái sự kết nối với nhau. Tôi rất thích những trò chơi mà làm cho người học kết nối với nhau. Ví dụ như họ tôi cho họ đấm lưng cho nhau này, hay tôi cho họ nắm tay nhau và hát múa này. Tôi làm cho người ta có những cái không khí tích cực ngay từ buổi đầu. Chúng tôi gọi là phá băng. Không nhiều, chỉ cần 5-10 phút thôi là đủ để lớp học sôi động rồi. Và các em nó thật sự có một cái năng lượng tràn đầy. Và các em nó vui rồi thì các em nó sẽ tập trung vào buổi học. Chứ nếu mà vào một cái mà mình chưa có một cái động tác phá băng nào cả, mình đã dạy ngay, thì sợ là có những em đang mất tập trung, có những em đang mải chuyện gì đó, có những em thì đang uể oải, có những em thì đang buồn ngủ, thì các em nó sẽ không có tập trung. Rồi trong lớp chúng tôi có những cái đôi khi chỉ cần một cái kỹ thuật nho nhỏ thôi. Ví dụ khi làm việc nhóm, tôi giao bài tập cho các em làm việc nhóm, và tôi nói thời gian ví dụ khoảng 10 giờ kết thúc đi, thì tôi sẽ có một cái công cụ này tôi hay mang lớp, cũng làm cho các em rất là vui. Tôi lắc chuông để các em nó thấy là hết giờ rồi. Thế là tự nhiên là tôi thu hút cái sự chú ý của các em. Và các em nó biết là cô giáo dấu hiệu là hết giờ rồi. Thì đấy là một cái niềm vui nho nhỏ. Hay là khi mà tôi cho các em bốc thăm cái thứ tự để mà lên thuyết trình chẳng hạn, đôi khi tạo ra một bất ngờ một chút xíu, không phải theo thứ tự nhóm 1 đến 2 nhóm 3 lên, mà tôi sẽ cho tôi gieo xúc giác. Và tôi sẽ nói là cái mặt xúc giác màu nào tương ứng, tôi có thể chia nhóm theo màu. Nhóm màu hồng, nhóm màu xanh, nhóm màu vàng. Và cái xúc giác rơi vào màu nào thì bạn cái nhóm nó sẽ lên. Đó. Và trên mỗi cái mặt xúc giác này thì chúng tôi có những cái câu nó rất là thú vị. Ví dụ như là cái câu này: hãy yêu thương nhau. Đó. Thì khi mà tôi gieo cái xúc giác mà có cái câu hãy yêu thương nhau, thì tôi cũng truyền cho các em một cái thông điệp là các em hãy đoàn kết và yêu thương nhau. Rồi có rất nhiều những cái kỹ thuật, những cái bí quyết khác mà chúng tôi tạo ra một cái sự sinh động trên lớp. Tôi nói là nghề đi dạy là một nghề rất là thú vị, nó cần sự sáng tạo. Và mỗi một giờ học sẽ không có giờ nào giống nào giờ nào đâu. Chúng tôi có rất nhiều phương pháp, và khi tùy thuộc mà người học là ai, nội dung bài giảng đó là ai, là gì, và đặc biệt là mục tiêu chúng tôi muốn gì từ người học, và cái chất lượng cái buổi đấy ở mức nào, thì chúng tôi sẽ chọn cái phương pháp phù hợp. Dạ. Dạ vâng. Thì em thấy được trong cái cuốn sách Cẩm Nang Phương Pháp Sư Phạm, thì mỗi tái bản đấy thì chị có thêm những cái phương pháp và những cái kỹ năng ở trong đó, thì chị có thể chia sẻ với các bạn độc giả thêm về những cái kỹ năng và phương pháp đó. Có thể nói là một cuốn sách này là một tâm huyết mà tôi cùng nhóm tác giả đã ôm ấp cái ý tưởng này từ những năm mà chúng tôi đang được học bởi các chuyên gia Đức từ năm 2005. Là tôi thấy những phương pháp mà chúng tôi đang được học, được dạy theo một cái cách thực hành nó rất là hay. Và khi tôi về tôi áp dụng trong chuyên môn của mình, nó hiệu quả lắm. Trước đây môn của tôi nó rất nhiều lý thuyết, và đôi khi mình cũng cảm thấy nặng. Khi mà mình giảng mình cũng cảm thấy áp lực, và các em nghe giảng các em cũng cảm thấy áp lực, và tôi cảm thấy không hiệu quả lắm. Nhưng mà khi mà tôi áp dụng phương pháp này thì tôi thấy một môn nhiều lý thuyết như vậy, một môn nặng như vậy, nhưng mình hoàn toàn có thể tạo ra những giờ học sinh động, nhẹ nhàng và hiệu quả. Làm cho các em nhớ bài ngay trên lớp, làm cho các em thích thú ngay trên lớp mà không gặp một cái chướng ngại nào nữa. Thì tôi mới thấy tâm đắc quá, và tôi mới rủ những anh chị là cùng giảng với mình, cùng viết.
Nhưng mà cũng phải đến năm 2009 là chúng tôi mới bắt tay vào viết. Và đến năm 2011 chúng tôi mới có được ấn phẩm này. Lúc đó chỉ có tôi và chị Nguyễn Thị Minh Phượng cùng nhau viết. Và ngay khi mà ra mắt thì cuốn sách này đặc biệt là nhận được sự quan tâm của rất là nhiều giáo viên. Trong đó có một thầy giáo ở Đà Nẵng, đó là thầy Lê Viết Trung. Đến cuốn tái bản này, thầy là một trong ba tác giả cùng với chúng tôi. Là thầy đã đọc ngay lập tức, thầy nói là thầy đọc ngay lập tức khi mua nhà sách về, đọc hết luôn. Và thầy tấp đắc lắm và thầy biết mail cho tôi và chị Phượng luôn là cuốn sách này hay như thế nào, là tôi thích như thế nào, mà nhưng mà tôi thấy là cuốn này còn chưa thiếu cái này, chưa đủ cái kia. Và thầy ấy biết là chúng tôi một lá thư như vậy, chúng tôi đọc xúc động lắm. Và sau đó thì nhiều năm sau, tôi vẫn giữ cái lá thư đó và tôi vẫn giữ mối liên lạc với anh Lê Viết Trung trên mạng. Và tôi đã, khi mà tôi quyết định là tái bản cuốn này cần phải bổ sung thêm nhiều phương pháp mới nữa, đặc biệt là thêm nhiều ví dụ cụ thể để cho giáo viên khi đọc họ hình dung là họ áp dụng trong một cái lớp học cụ thể, trong chuyên môn gọi như thế nào, với môn xã hội, với môn tự nhiên, một cách rất là cụ thể, theo cái cách mà góp ý của không chỉ anh Trung mà rất nhiều độc giả khác đã gửi cho chúng tôi trong nhiều năm. Thì đến năm 2016 vừa rồi chúng tôi mới tái bản lại cuốn này có bổ sung. Và lúc đó thì cách đó trước đó 2 năm thôi, đã 2014, 2015 tôi đã rủ anh Trung là cùng làm rồi. Và lúc đấy chúng tôi tập hợp lại bản thảo và chúng tôi cùng nhau viết thêm. Thì mới có được cái bản 2016 ra mắt này. Và rất mừng là bộ bản 2016 ra mắt này thì mọi người nói là có thể nói là nó có một cái sự vượt bậc về chất so với cuốn 1. Là nó thêm 1/3 về số lượng trang, là thêm 1/3. Cuốn cũ có hơn 194, tôi nhớ 198 trang. Cuốn này là gần 300 trang. Thêm 10 phương pháp nữa và thêm rất nhiều bài viết nữa và thêm một tác giả nữa. Và tất cả các phương pháp thì đều thêm những cái ví dụ minh họa, đều thêm phân tích ưu nhược điểm của các phương pháp cụ thể rất là nhiều. Cả ba chúng tôi nỗ lực cho cuốn này gần như là một cuốn sách, có thể nói cái lượng mà chúng tôi đầu tư là gấp đôi đó. Nhưng mà chúng tôi vẫn để nó là một cái cuốn tái bản bổ sung chỉnh lý để độc giả có thể tiếp nối từ cuốn 1 sang cuốn này. Nhưng khi mà các bạn khác đã mua cuốn 1 rồi và đã mua cuốn này thì họ đều nói là rất là thích cái cuốn thứ hai này với rất là nhiều tư liệu mới. Và đấy là một cái sự thành công mà tôi nghĩ rằng chỉ có những người thật sự yêu nghề, thật sự tâm huyết mới có thể có được tiếng nói đồng cảm. Ba tác giả chúng tôi là những người cùng tâm huyết. Và những người đọc, những người bạn đọc mà đã đọc cuốn sách này, bây giờ có lẽ là cái số lượng bản ấn bản mà đã đến với tay giáo viên là hơn 10.000 bạn rồi, phải 15-16.000 bạn rồi. Thì đó là cũng là những giáo viên tâm huyết. Và khi chúng tôi nghe được cái phản hồi đó, họ comment trên Facebook, rồi họ mail cho chúng tôi, rồi họ gọi điện trực tiếp, chúng tôi cảm thấy rất là sung sướng khi mà giống như mình gặp người đồng cảm á. Một cuốn sách nó chỉ thực sự đến với bạn đọc khi mà có được những cái sự đồng cảm giữa người viết và người đọc thôi, chứ không phải vì chúng tôi viết hay, không phải thế, mà vì chính những người đọc họ có đam mê, chính người đọc họ có tâm huyết, và chính người đọc họ có một cái ham muốn thay đổi. Họ muốn cho giờ học của họ tốt hơn, họ muốn cho người học của họ thích họ hơn, họ muốn cho mỗi giờ học của họ là một giờ học hiệu quả, hạnh phúc, thì họ mới thật sự tìm đến cuốn này và họ mới thật sự chia sẻ với chúng tôi, chứ không phải nhờ chúng tôi đâu ạ. Em thấy là những cái phương pháp trong cuốn sách này rất là hay và thiết thực, ý nghĩa. Thì khi mà chị giảng lại thì chị áp dụng những cái phương pháp này thì học sinh có những cái phản ứng như thế nào? Có lẽ là nếu mà có cơ hội thì để cho sinh viên của tôi cùng lên tiếng thì tốt hơn. Không biết là các bạn đang cập nhật Facebook thì có comment không? Nhưng mà tôi thường xuyên được nhận trên Facebook về những cái niềm vui, cái sự chia sẻ. Đặc biệt là tôi thích nhất là những sinh viên kể cả 10 ra trường từ hơn 10 năm trước, nhưng họ vẫn nhắn tin cho tôi chúc mừng 2011, vẫn thường xuyên liên lạc với tôi. Là bạn ấy vẫn nói là bạn ấy nhớ cái những giờ giảng, đúng rồi, những giờ giảng sinh động. Và bạn ấy nói là giờ của cô Thúy không giờ nào giống giờ nào, nó không hề giống nhau. Và đấy là niềm tự hào của tôi. Và tôi cảm thấy là cái quan trọng nhất mình dạy cho người học trò không phải là mình truyền đạt kiến thức. Cái quan điểm dạy học không phải là truyền đạt kiến thức, không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà mình truyền cảm hứng, mình khơi nguồn tiềm năng cho mỗi em. Mỗi em học sinh có năng lực riêng, có những cái tố chất riêng, có những cái thế mạnh riêng. Và các em cần được mình chú ý đến từng em. Chúng tôi gọi là cái phương pháp tiếp cận dựa trên năng lực học trò. Và giáo dục chính là khơi nguồn tiềm năng. Galileo đã nói là chúng ta không thể dạy người khác bất kỳ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp người khác khám phá những gì có sẵn trong họ.
Và tôi đấy là cái quan điểm dạy học của tôi. Cho nên khi dạy thì tôi rất là coi trọng rất tôn trọng học trò. Tôi luôn luôn là tin tưởng, khi mà tôi tin tưởng thì tôi giao bài tập, tôi truyền được cái niềm tin cho các em. Và khi các em tự tin thì các em mới có thể tự đọc sách, tự làm bài, tự đứng lên thuyết trình, tự thực hành. Và khi các em tự tin rồi thì các em cũng sẵn sàng trao đổi, tranh luận với tôi. Và đấy là niềm hạnh phúc. Cho nên trong lớp tôi nói là bạn nào mà càng hay hỏi cô thì cô càng thích. Cho nên là cô trong quan điểm của tôi là không có học sinh cá biệt đâu. Nếu có thì đấy là học sinh cá biệt, là những học sinh mà tôi thường là quý nhất. Là vì những em đó thường rất là thông minh, rất là dễ thương. Và các em có một cái sự tự tin, các em có một sự mạnh dạn. Đôi khi có thể là các em chưa quen, các em phá quách cách một chút xíu, các em làm cho thử gọi là, chúng tôi nói vui là có những học trò sẽ thử mình đấy, sẽ đặt câu hỏi cho mình hơi khó một chút xíu, vào lớp sẽ làm một số hành vi mà làm cho mình hơi khó một chút xíu, thử xem bản lĩnh của giáo viên thế nào, liệu có đủ bình tĩnh, liệu có đủ tôn trọng, liệu có đủ khéo léo tế nhị để mà xử lý tình huống sư phạm hay không. Thì đấy chính là những gì mà chúng tôi chia sẻ trong cuốn sách này. Thì em cũng thấy, em được biết là trong cái cuốn sách này thì chị cũng đã từng được học cái lớp mà ở Đức. Thì cái phương pháp này thì mình đã đưa vào cái cách dạy của các trường quốc tế chưa chị? Có thể nói là ở Việt Nam mình thì rất nhiều trường áp dụng phương pháp này. Thực ra đổi mới phát phạm là có đã mấy chục năm, phong trào này đã có, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như là các trường đã có mấy chục năm nay rồi, không phải là bây giờ. Và chúng tôi trong chương trình này cũng là nằm trong cái hệ thống mà trong một cái quan điểm chung, chủ trương chung là đổi mới phát phạm. Và Học viện Chính quốc gia của chúng tôi được may mắn là tổ chức UN của Cộng hòa Liên bang Đức đã gửi chuyên gia sang và đưa đến cho chúng tôi những cái người giỏi nhất, và chúng tôi may mắn được học với họ, được thực hành với họ. Và chúng ta biết rồi, tư duy của người Đức thì rất là thực tế, những gì họ dạy chúng tôi rất ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu nhưng lại thực hành được và hiệu quả cao. Thì đấy là cái điều mà tôi rất là nể phục và tôi ngưỡng mộ, nhất là ông chuyên gia ông Ulrich, thầy Ulrich Lipp, người mà đã viết một cái bài giới thiệu rất là hay cho cuốn sách của chúng tôi. Khi mà chúng tôi chia sẻ với thầy, chúng tôi muốn chia sẻ lại những gì mà được thầy dạy đến với độc giả Việt Nam, đến với giáo viên Việt Nam, thì thầy ủng hộ liền, thầy vui lắm. Và khi chúng tôi gửi bản thảo sang nhờ một anh là phiên dịch tiếng Đức á, vì chúng tôi thì không có biết tiếng Đức, lớp học của chúng tôi là toàn bộ đều có phiên dịch. Anh Hùng là cái người phiên dịch rất là hay, anh cũng là một cái người góp một cái bài trong cuốn sách này. Là khi mà tôi đã mời anh ấy viết cái bài là để có giọng nói hay và khỏe. Vì giáo viên mà muốn cuốn hút người học, muốn làm cho người học chú ý, muốn làm cho người học thích thì phải có giọng nói tốt và giọng nói hay. Thì anh đã chia sẻ, vì tôi thấy là anh phiên dịch cả tiếng Đức sang tiếng Việt, tiếng Việt sang tiếng Đức, một tuần liền mà chúng tôi học mà không hề mệt. Và anh là cái người mà đã giúp chúng tôi kết nối với thầy và đã giúp dịch cái bài giới thiệu của thầy sang tiếng Việt để chúng tôi được đăng cuốn sách này. Đó, thì đấy là một cái người mà tôi rất là biết ơn, nhóm tác giả rất là biết ơn. Và thầy Ulrich Lipp luôn luôn theo dõi chúng tôi. Thầy Đinh Văn Tiến là chuyên gia ngoài Hà Nội, ở trường tôi bây giờ thầy về hưu rồi. Thầy cũng là người cố vấn cho cuốn này và thầy rất ủng hộ. Mỗi lần cuốn này được tái bản chúng tôi đều khoe với các thầy. Và đấy là một cái niềm vui của cả thầy cả trò khi mà mình truyền lửa được cho những giáo viên khác. Và cái phong trào đổi mới phát phạm đang diễn ra khá là mạnh ở Việt Nam, và mạnh nhất ở các trường tư, các trường quốc tế. Khi mà họ biết là chất lượng giáo dục sẽ quyết định cái sự sống và cái sự phát triển của trường, cho nên là họ thay đổi rất là nhanh. Và hầu hết những giáo viên mà đã cập nhật cuốn sách này, những trường mà đã mời chúng tôi đến dạy phương pháp này là đều là trường tư và trường quốc tế. Họ cập nhật rất nhanh. Trường công cũng có rất nhiều trường quan tâm. Và đặc biệt là tôi may mắn là nhóm chúng tôi được may mắn tham gia vào chương trình dạy về một cái môn học trong chương trình nghiệp vụ sư phạm của Đại học Sư phạm Hà Nội. Chúng ta biết là mỗi giáo viên thì đi dạy phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Và khi mà Đại học Sư phạm Hà Nội biết tôi có viết cuốn này và họ đã mời tôi tham gia từ nhiều năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có lớp nào nghiệp vụ sư phạm thì tôi được phụ trách cái môn về phương pháp sư phạm trong chương trình. Và rất nhiều giáo viên của các trường từ công lập cho đến tư thục mà họ đi học cái lớp nghiệp vụ sư phạm thì họ nói là họ rất là thích cái môn của tôi vì họ được thực hành. Trước khi lên lớp thực sự với học trò, họ được làm việc, họ được trải nghiệm với tư cách là giáo viên. Và họ khi mà họ qua hết khóa học, họ quay về với trường lớp của họ thì họ cảm thấy tự tin hơn hẳn. Và đặc biệt trong lớp nghiệp vụ sư phạm đó thì có rất nhiều thầy cô giáo đã mấy chục năm kinh nghiệm rồi, chỉ vì họ thiếu cái chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mà họ phải đi học thôi. Họ nói với tôi là tôi học nhiều lắm rồi, tôi học nhiều lớp lắm rồi,
thậm chí có thầy cô còn nói là tôi học tiến sĩ ở bên nước ngoài, nên tôi nghĩ là các phương pháp của cô cũng không có gì mới với tôi đâu, nên thôi tôi sẽ không học đâu, tôi chỉ học một buổi đầu tiên với cô thôi, rồi tôi xin phép cô buổi sau tôi được phép nghỉ nhá, vì tôi dạy nhiều năm rồi nhá. Thế nhưng mà tôi cứ mỉm cười và tôi nói là thầy cô cứ thử học một buổi trải nghiệm đi. Và rất mừng, trong số rất nhiều thầy cô đã nói cô đấy thì đã ở lại học tất cả các buổi sau, và chính những người đó lại là những người cuối buổi thì tâm sự là ồ, hóa ra tôi tưởng tôi học tôi đã biết rồi, tôi tưởng tôi đã làm rồi, tôi tưởng tôi đã được học rồi. Đấy. Nhưng khi mà học khóa học này tôi thấy là còn rất nhiều điều mới. Đấy. Còn rất nhiều điều thú vị, và tôi đã theo học cô không bỏ buổi nào. Đấy. Đấy là một cô giáo có bằng tiến sĩ ở nước ngoài tại trường Đại học Vũ Tích. Đã, cũng khá lâu rồi, 4-5 năm rồi nên tôi không còn nhớ tên cô nữa. Đấy. Tôi rất là cảm kích khi nghe cô phát biểu như vậy trong cái buổi chia tay. Các bạn đọc đang là tương tác rất là nhiều, và có rất nhiều bạn đọc đang là gửi câu hỏi với chị Thúy. Và em xin được đọc một câu hỏi của một độc giả Trần Quang Linh. Có một câu hỏi rất là dễ thương dành cho chị. Em xin được đọc câu hỏi của độc giả Trần Quang Linh. Khi giảng bài xong, giáo viên thường hỏi học sinh có hiểu bài không, nhưng đa phần theo tâm lý học sinh sẽ không dám hỏi vì ngại hoặc sợ. Tại sao như vậy? Có cách nào để khắc phục không? Xin chị hãy trả lời cho độc giả Trần Quang Linh. Cảm ơn em. Đôi khi người học lại không có những cái tâm lý là người học của chúng ta đó, học sinh á, quen với cách dạy thầy đọc trò chép quá lâu rồi, từ nhiều năm rồi. Thành ra các em thụ động quen là việc là thầy nói gì thì mình ghi, thầy đọc gì thì mình chép. Thành ra là cái thói quen giao tiếp với thầy, rồi thói quen hỏi thầy không có nhiều. Nên chúng tôi gặp phải hiện tượng này rất nhiều. Khi mà các em học ở phổ thông thì các em học kiểu thụ động. Nhưng khi lên đại học tôi áp dụng phương pháp này, các em buộc phải tham gia, buộc phải phát biểu, phải làm việc nhóm và phải tranh luận. Thì khi mà tôi làm như vậy thì các em có, lúc đầu các em có hơi e ngại. Nhiều em tâm sự này, khi hết môn em nói là cô ơi em muốn lên nói lắm, em muốn giơ tay phát biểu lắm, em muốn hỏi cô lắm, nhưng mà em ngại quá. Lần sau em cô nhớ gọi em nha. Tức là các bạn ấy đợi cô chỉ. Đúng rồi, đấy, chính xác đấy. Khi nào mà các bạn toàn nhờ tôi là cô nhớ gọi em nha, chứ em giơ tay em ngại lắm. Thì thành ra là tôi thấy đó là một cái tâm lý chung của khá là nhiều. Nhưng tôi tin rằng thế hệ học trò nhiều năm tới đây, khi mà các bạn đã được tiếp cận phương pháp này từ các cấp phổ thông khá là đổi mới rồi, nhiều trường ở Việt Nam đã đổi mới rồi. Nhiều trường cấp 2, cấp 3 ở Việt Nam đã bắt đầu cho người học lên thuyết trình, tranh luận và phản biện rồi. Cho nên là sẽ trong vài năm tới bậc đại học sẽ không còn nhiều những học sinh e ngại và sợ phát biểu nữa. Với tôi thì tôi thường cái cách là tôi động viên khích lệ. Tôi có phần thưởng này, tôi có lời khen này. Và quan trọng hơn là khi tôi nhìn các em một cách ân cần, tôi cười với các em. Tôi nói không sao đâu, em cứ nói đi. Mình đang đi học mà, mình nói sai, mình có quyền nói sai. Em nói sai thì em mới cần đi học. Và khi em nói sai đôi khi lại làm ý tưởng cho cô và các bạn nghĩ một cái vấn đề nó đa chiều hơn. Em đừng ngại, em cứ nói đi. Khi tôi động viên bằng lời nói, khi tôi động viên bằng những món quà, thường là em nào tích cực phát biểu tôi đều có quà. Tôi hay tặng quà, nhất là sách. Tôi phải cảm ơn là trước khi tôi có cơ duyên làm việc với Phất Niu thì tôi đã mua rất nhiều sách của Phất Niu để tặng cho bạn đọc rồi. Thì cứ lớp nào tôi cũng có quà sách để tặng, rồi tặng để thưởng, rồi có nhiều cách lắm, có rất nhiều cách khác nhau để làm cho người học muốn phát biểu, làm cho người học thích phát biểu. Tôi nghĩ quan trọng hơn là thái độ của giáo viên đối với học sinh thôi. Chứ còn chúng ta phá được cái tảng băng ban đầu là các em nó sẽ không sợ phát biểu đâu. Nhất là thầy cô nào chịu khó cho chơi trò chơi đầu giờ, có những cái hoạt động sôi nổi trong lớp học thì tự nhiên sẽ cuốn những em tích cực và những em chưa tích cực, nó sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Cảm xúc là lây lan mà. Khi mình tạo ra tiếng cười trong lớp học, khi mình tạo ra niềm vui trong lớp học thì các em sẽ được lây lan. Tôi trên Facebook của tôi thấy rất nhiều câu hỏi này, mình trả lời những câu hỏi này trước ha. Có một bạn cảm ơn bạn anh Phạm Quốc Thịnh đã chào tôi. Cảm ơn anh Thịnh. Bạn Ngọc Linh có câu hỏi là em hỏi một câu nhỏ, quyển này dành cho giáo viên, vậy nếu phụ huynh có thể áp dụng phần nào đó là dạy con ở nhà được không, thưa các tác giả? Tôi cảm ơn bạn Ngọc Linh nhiều lắm, vì chính nhờ cái lớp phương pháp sư phạm này mà tôi có một chuyên môn nữa là thạc sĩ tâm lý lâm sàng, và tôi làm chuyên một cái mạng là dạy con từ 0 đến 6 tuổi, và các chuyên đề dạy con tôi làm rất là nhiều. Và chính tôi đã áp dụng những phương pháp này trong cái cách dạy con ở nhà, cũng như là cách chia sẻ với phụ huynh về phương pháp dạy con. Tôi quan tâm nhất đó là phương pháp dạy con. Khi mà tôi áp dụng phương pháp này, tôi được học những cái kỹ năng bởi các chuyên gia Đức, và khi mà tôi chia sẻ mọi người thì những phương pháp này dạy con đó, ví dụ nhé,
Tôi chỉ ví dụ một ý thôi, ví dụ phương pháp trò chơi. Nếu mà phụ huynh ở nhà trước khi mà cùng dạy học với con, cùng dạy với con, cùng cùng bảo bài con á, mà có một cái trò chơi nho nhỏ, một cái sự khích lệ nho nhỏ, một cái niềm vui, tạo niềm vui cho con rồi hẵng học. Tức là nhớ là cảm xúc tích cực nó rất là quan trọng đối với việc tiếp thu bài. Nên nếu phụ huynh chỉ cần thấm được cái tinh thần của phương pháp là tạo không khí tích cực, phá băng trước rồi mới cùng con học, thì chắc chắn là con sẽ không sợ nữa. Nhưng nhiều phụ huynh lại ngược lại, cứ bắt con phải bảo bài một cách rất là gay gắt, rồi ép con phải học, xong con làm sai là quát, con làm sai là chê, thì đương nhiên đứa trẻ nó sẽ không thể nào tự tin được. Thì trên lớp chúng tôi cũng thế, người thầy ở trên lớp hay người cha mẹ ở trong gia đình, vai trò nó rất, khi dạy con nó rất là giống nhau. Chúng ta đều là thầy cô của con mình đó. Thậm chí là người cha người mẹ chính là người thầy người cô tốt nhất, tuyệt vời nhất, và thầy cô suốt đời cho con mình. Cho nên cái cách, cái phương pháp mà cha mẹ dạy con nó vô cùng quan trọng. Tôi khuyến khích cha mẹ nên đọc cuốn này, và cha mẹ thử áp dụng cho cách dạy con sẽ rất là tốt. Và nếu ai đó đã từng nghe tôi chia sẻ những buổi về dạy con trên các diễn đàn á, thì sẽ thấy là tôi bị ảnh hưởng bởi các phương pháp này trong việc chia sẻ cái cách làm bạn với con, cách giao tiếp với con, cách chơi với con, rồi cách trị bài cho con, cách khuyến khích con có niềm vui học tập. Nó ảnh hưởng từ những gì chúng tôi được học bởi chương trình phương pháp sư phạm mình rất là nhiều. Dạ vâng. Rồi còn thêm một câu hỏi nữa là em thấy câu hỏi của bạn Jerry Lee. Câu hỏi của bạn là: em hiện là sinh viên đại học, không biết có cuốn sách này có phù hợp cho sinh viên em không? Em đang bị quá tải với cách học tín chỉ, em đang rất cần một phương pháp học hiệu quả, mong cô tư vấn giúp em. Cảm ơn Jerry Lee. Tôi rất có một cái niềm vui rất là lớn là rất nhiều sinh viên của tôi đã mua cuốn này, nhất là những bạn mà sau này ước mơ đi làm cô giáo thầy giáo. Còn đi vào câu hỏi của bạn thì bạn đang bị áp lực bởi các cách học á, thì có lẽ cuốn này giúp bạn hiểu cái phương pháp làm việc của giáo viên, và bạn sẽ thích nghi được với cách dạy của giáo viên nếu như bạn hiểu. Chúng ta biết là một câu rất là kinh điển là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nên nếu mà bạn đọc cuốn này, bạn hiểu giáo viên của bạn, thì bạn sẽ tìm ra cách học của bạn phù hợp. Nhưng cuốn này không có nói về phương pháp học cho học sinh, cho sinh viên, nên là có lẽ bạn sẽ cần những cuốn sách khác về phương pháp học. Trên thị trường có rất nhiều những cuốn sách về phương pháp học đấy. Bạn chịu khó nhé. Rồi, một câu hỏi tiếp theo của một người thầy, thầy Hùng Anh. Thầy Hùng Anh gửi lời chào chị Thúy. Thầy có một câu hỏi như thế này: mình cũng là một người đi dạy, cũng trăn trở nhiều về cách làm sao để tạo ra những giờ học hạnh phúc. Mình dạy về kỹ thuật, việc lên lớp truyền tải kiến thức của môn học trong khoảng thời gian đã quy định trước với số lượng sinh viên đông cũng đã là một thử thách với người đi dạy. Vì vậy, mong được nghe chị chia sẻ những yếu tố mấu chốt nhất để những người đi dạy là một người dạy tích cực, người học tích cực để hướng đến một lớp học hạnh phúc. Cảm ơn chị và chúc chị nhiều sức khỏe để cùng nhóm mang đến thêm nhiều tài liệu tham khảo bổ ích cũng như cuốn sách Cẩm Nang Phương Pháp Sư Phạm. Cảm ơn thầy Lê Dương Hùng Anh. Đây là một câu hỏi mà rất nhiều giáo viên đã hỏi chúng tôi trong hơn 10 năm qua. Bây giờ có rất nhiều môn là mang rất là số lượng, cái lượng bài vở, cái lượng kiến thức nó rất nhiều, số lượng lớp thì đông, thời gian thì ít, nhất là những môn kỹ thuật nữa thì cảm thấy rất là khó áp dụng. Thì chúng tôi rất chia sẻ vì chúng tôi cũng cùng một cái thực trạng như thế. Ở trường tôi hay ở những nơi mà tôi đã đi dạy thì cũng đều là sinh viên đông, thường là trăm hơn trăm em. Rồi môn của tôi, về tôi dạy môn cách đây những cái năm mà tôi bắt đầu áp dụng phương pháp sư phạm, mà tôi dạy môn sách học đại cương, thì cái lượng kiến thức nó cũng rất là nhiều, và làm sao để có thể truyền tải được đến người học đây, thì tôi đã thấy là những phương pháp này tôi đã giúp cho tôi có thể thay đổi được cái thực trạng đó. Ví dụ như là với số lượng bài vở nhiều, tôi sẽ chia vấn đề ra và tôi yêu cầu sinh viên đọc bài trước, và đến lớp thì tôi thường cho làm việc nhóm, hoặc là cho hỏi đáp, hoặc là cho làm bài tập. Với những cái nội dung quá nhiều, chúng tôi có phương pháp công đoạn để các em có thể tiếp cận bài ngay trên lớp. Rất mong tôi xin lỗi mọi người, giọng tôi đang hơi khàn. Rất mong là thầy Hùng Anh sẽ đọc cái cuốn sách này, thì thầy sẽ hình dung được là tôi đang nói những phương pháp mà nó sẽ rất tốt cho các môn của thầy. Vì tôi đã được chia sẻ ở một số trường dạy chuyên về kỹ thuật, các trường tôi đã từng đến dạy như Đại học Nguyễn Tất Thành hay UTEC hay là trường Trần Đại Nghĩa, thì có rất nhiều thầy cô dạy toán, lý hóa, dạy các môn tin học, những môn ở bậc đại học thiên về kỹ thuật đó. Thì
thì họ khi mà họ mạnh dạn áp dụng thì họ đều có thể làm được. Ví dụ như là dạy học theo hợp đồng, phương pháp dạy học theo hợp đồng, phương pháp dạy học theo dự án, phương pháp và giải quyết vấn đề, tất cả những phương pháp đó đều đã từng áp dụng cho các môn khoa học tự nhiên. Và tác giả của cuốn sách này, một trong ba tác giả cuốn sách này là thầy Lê Vĩ Trung, cũng là người dạy về môn toán. Và thầy đã áp dụng rất nhiều những phương pháp của cuốn sách này cho môn của thầy. Thì tất cả mọi người chúng ta chỉ cần thay đổi tư duy, chỉ cần muốn áp dụng thôi, sẽ thử, không có còn áp lực bởi đám đông hay là giáo trình dài nữa đâu ạ. Chúng ta hãy thử đọc cuốn sách và thử áp dụng nhé. Cảm ơn thầy Hùng Anh đã đặt câu hỏi rất là thú vị. Và câu hỏi này xin giới thiệu thêm thầy Hùng Anh là chúng tôi có trả lời một cách chi tiết và cụ thể trong phần giải đáp các câu hỏi cho giảng viên. Có khi mà dạy ở lớp nào các giảng viên hỏi thắc mắc câu hỏi nào chúng tôi đều ghi lại. Và đến khi mà làm cuốn sách này thì chúng tôi đã có hẳn một cái mục là trả lời các câu hỏi thắc mắc cho giảng viên liên quan đến khoa sư phạm. Thêm một câu hỏi nữa của độc giả có nickname là Lâm Trần. Chào chị, được biết quyển sách này là quyển sách về sư phạm đầu tiên của Việt Nam được lựa chọn đưa vào biên mục của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Vậy cơ duyên nào mà quyển sách lại có thể bay xa như vậy? Đây là điều mà chính tôi cũng đang rất là muốn tìm hiểu cái duyên cơ duyên nào nó lại lớn đến vậy. Năm 2018 khi tôi được có một cái email, nhận được email tôi và cả chị Phượng luôn nhận được email là chúng tôi ở Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ và chúng tôi đang muốn đưa cuốn này vào biên mục. Xin các cô cho biết thông tin cụ thể, tên đầy đủ bằng tiếng Việt rồi mọi thông tin của các cô để chúng tôi đưa vào. Và tôi xúc động lắm, xúc động vô cùng luôn. Và đó là cái cuốn sách xuất bản lần một thôi. Cái cuốn mà 2011 ấy, chứ chưa phải là cái cuốn đầy đủ này đâu. Cái cuốn lần một đã được rất nhiều người đón nhận. Và có lẽ là một người Việt nào đó hay một cái đội ngũ biên tập sách của thư viện mà biên tập phụ trách sách tiếng Việt á, họ đã biết cái cuốn này và họ đã đưa vào. Và đấy là niềm vui vô bờ bến với chúng tôi. Và khi mà chúng tôi được họ hỏi như vậy ấy, chúng tôi sẵn sàng trả lời. Và sau đó họ đưa cho chúng tôi một cái đường link là đấy, tên sách của các cô đã có trong thư viện của chúng tôi, đường link như sau. Và cái đường link này tôi đã đăng trên trang fanpage Phương pháp sư phạm tích cực. Rồi, thêm một câu hỏi nữa của một độc giả là giảng viên trường đại học nhưng không có để tên. Sau khi đọc xong cuốn sách của chị đã gửi chia sẻ đến First New như sau: khi quá trình dạy và học được xác định rõ là quá trình hai chiều, người học trở thành trung tâm của giờ học, lúc này người dạy cần phải áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực. Có như vậy mới tạo hứng thú cho người học và giờ học mới thực sự đạt hiệu quả cao. Điều này đồng nghĩa với việc người thầy phải luôn đổi mới nội dung bài giảng, khả năng chuyên môn của người thầy cũng phải tăng lên dưới sự đòi hỏi và áp lực liên tục cập nhật nội dung và kiến thức cho từng giờ giảng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một cao của người học. Nhưng một vấn đề nổi cộm đặt ra là thời gian đâu để thầy cô ngày nào lên lớp cũng chuẩn bị được những bài giảng công phu như thế. Mong chị Thúy chia sẻ thêm về vấn đề này. Dạ. Đó, câu hỏi của một bạn của một giảng viên đại học nhưng mà giấu tên. Vâng. Đấy, dạ. Cảm ơn thầy giáo hoặc cô giáo đã hỏi câu này. Quả thật khi hỏi câu này có nghĩa là thầy cô đã là cái người rất là tâm huyết rồi đó, muốn thay đổi, muốn cho giờ giảng của mình được đầu tư và có chất lượng. Đúng, quả thật nếu mà có muốn có một cái giờ giảng thành công á, người thầy phải đầu tư rất là nhiều về mặt kiến thức, về mặt kỹ năng, về mặt phương pháp. Và đây là một sự đầu tư không phải là một sớm một chiều, mà là sự đầu tư nhiều năm, nhiều chục năm. Nói vui là một giờ giảng bây giờ thì nó phải là cộng của tất cả những kinh nghiệm trước đó, mấy chục năm trước đó cộng lại, chứ không phải một cái đơn giản là chỉ là soạn bài rồi lên lớp là có một giờ giảng hiệu quả. Người thầy thật sự yêu nghề, người thầy thật sự tâm huyết, người thầy thật sự muốn tạo ra một sự thay đổi trong những cái lớp học mà mình có may mắn, mình có duyên để đứng lớp. Tôi cho rằng là được chia sẻ với người khác là một hạnh phúc. Nên nghề giáo có lẽ là như mọi nghề đều rất là quý, nhưng nghề giáo có một cái ưu thế đó là được chia sẻ kiến thức, được chia sẻ suy nghĩ, được hướng dẫn người khác thay đổi, thì đấy là một cái đặc ân. Và tôi coi mỗi một cơ hội tôi được đứng giảng là một cái hạnh phúc lớn. Nên khi mà mình đã xác định được cái niềm đam mê của mình và mình đã xác định được cái vai trò của mình trong cái việc là giúp cho người học tự khơi nguồn tiềm năng,
giúp cho người học nhận ra cái điểm mạnh của họ, cái điểm yếu của họ, để họ biết họ cần học như thế nào, họ cần hoàn thiện như thế nào. Chúng tôi nói là nhất là ở bậc đại học mà tôi dạy thì cái quan trọng nhất là học dạy chia sẻ với người học cái cách học, cái cách tư duy. Thì khi mà làm như vậy thì mình sẽ không còn thấy cái việc đầu tư cho bài giảng là nặng nề nữa. Tôi thường nói là được làm việc mình thích ấy, thì sẽ không thấy mệt, dù làm nhiều, dù thức đêm nhiều nhưng không thấy mệt. Nhưng nếu mà phải làm việc mình không thích thì làm xíu thôi cũng rất mệt. Cho nên là chia sẻ với thầy là thầy nếu thật sự mỗi giáo viên yêu nghề sẽ không thấy mệt khi phải đầu tư bài giảng, phải đọc nhiều sách, phải trích dẫn rất nhiều nguồn, phải thậm chí là phải đầu tư thời gian lên mạng tìm hình ảnh để minh họa, rồi thậm chí là phải rất là đau đầu khi mà tối hôm trước nghĩ sao là ngày mai mình dạy bằng phương pháp nào đây, vì mỗi một bài giảng với mỗi một đối tượng khác nhau phải có những cái cách truyền đạt riêng, phương pháp riêng, không có một phương pháp cho mọi nội dung. Và cũng không, bây giờ giáo viên hiện đại không thể có chuyện là mình dạy cái mình soạn nội dung đó, mình có những phương pháp đó nhưng lớp nào mình cũng chỉ dạy theo kiểu đó, là giáo viên như vậy là thất bại liền. Cho nên gần như là ví dụ chiều nay tôi dạy một lớp khác hoàn toàn với những lớp tôi đã dạy, vì không có lớp nào giống lớp nào cả, không có học viên nào giống học viên nào cả, mỗi người là một cái thế giới rất là đặc biệt và rất là khác biệt. Vì thế mà mình phải có một cái phương pháp mới phù hợp với đối tượng mới, nên tôi dạy thì tôi lại phải tìm cách khác, một trò chơi khác, một cách làm việc nhóm khác, một cách thảo luận khác, bài tập cũng phải nghĩ là chủ đề phù hợp với chính cái công việc và cuộc sống của học viên, của cái người học. Tôi khi mà tôi đi các trường, tôi nói về kỹ năng phòng chống xâm hại cho trẻ đi, tôi nói với học sinh mầm non sẽ rất là khác, cấp 1 khác và cấp 2 khác. Cấp 2 tôi sẽ cho các em nói nhiều về tình bạn và tình yêu, và cái sự gọi là chủ động của mình trong cái việc tự bảo vệ bản thân trong mối quan hệ với bạn bè, chứ không chỉ là những người khác. Khi mà mỗi một cái đối tượng mình tập trung vào một trọng tâm, nội dung trọng tâm mà người ta đang cần, và mình có một cái phương pháp phù hợp với tâm lý, với nhu cầu của họ, thì mình phải đầu tư. Cho nên đôi khi bài giảng có thể thay đổi tích tắc trên đường đi thôi. Tôi nghĩ hôm nay mình sẽ giảng thế này, và tối hôm trước tôi chuẩn bị một cái kịch bản giảng dạy như này, nhưng trên đường đi tôi lại chợt nghĩ ra một cái ý tưởng khác, và tôi đi lớp tôi lại thử ý tưởng khác. Cho nên là không có giờ giảng nào giống giờ giảng nào. Nếu mà người thầy thật sự là đam mê và đầu tư cho bài giảng để mỗi giờ học hạnh phúc á, thì sẽ không thấy mệt mỏi đâu. Nó là một cái hành trình sáng tạo, một hành trình thú vị và không mệt nữa. Và chúng ta nhớ là khi mà chúng ta đầu tư như vậy nó đáng lắm, nó xứng đáng lắm. Có thể về mặt tiền bạc thì không nhiều. Giáo viên thì tôi nói là những người muốn giàu thì không làm nghề giáo viên được. Nhưng mà cái niềm vui rất là nhiều. Chắc là thầy và cô giáo có cái câu hỏi này, chắc là khi nghe xong chị Thúy chia sẻ chắc là hết lo lắng về những cái giờ giảng dạy của mình rồi. Và còn rất là nhiều câu hỏi mà các bạn đọc hỏi và tương tác. Có một câu hỏi nữa của độc giả tên là Phạm Phúc Thịnh. Câu hỏi là: vấn đề quan trọng nằm ở người lãnh đạo cơ sở giáo dục, đặc biệt ở phổ thông. Lãnh đạo có dám chấp nhận thay đổi hay không, hay vẫn muốn duy trì kiểu cũ để đảm bảo chỉ tiêu thành tích chắc chắn? Câu hỏi của bạn Phạm Phúc Thịnh. Dạ, đây là thầy giáo Phạm Phúc Thịnh ạ. Thầy giáo. Vâng, tại vì ở đây nickname là chỉ để là Phạm Phúc Thịnh. Dạ, nhưng là không có biết là thầy hay cô. Cảm ơn thầy Phạm Phúc Thịnh. Chính xác ạ. Đôi khi giáo viên rất là muốn thay đổi, nhưng nếu mà cái cơ chế chung, cái điều kiện của nhà trường, đặc biệt là cái tư duy người lãnh đạo mà không ủng hộ thay đổi thì giáo viên rất là khó. Ví dụ như là giáo viên rất muốn thay đổi là đưa người học đi học thực tế ở bên ngoài, đi thăm một nơi nào đó, ví dụ học lịch sử, muốn đi cho các em đi thăm các bảo tàng lịch sử. Hay là như tôi có lần tôi dạy môn an sinh xã hội bên trường sư phạm, thì tôi muốn đưa các em đến một mái ấm để tham quan. Nhưng nếu mà nhà trường không tạo điều kiện, nhà trường không có ủng hộ, thì tôi rất là khó tự ý đưa sinh viên đi. Đấy là sự thật. Cho nên là cái tư duy của người lãnh đạo, cái sự thay đổi ở cái tầm mức là người phụ trách cái chuyên môn, đặc biệt người phụ trách chuyên môn của trường đó, nó rất là quan trọng. Tôi được biết là anh thầy Phạm Vũ Thịnh đang phụ trách một trường học VAS School, thì trường đó đang có một cái chính sách thay đổi rất là nhiều, và họ đang khuyến khích giáo viên là áp dụng công nghệ vào giảng dạy này, rồi đưa tích hợp các phương pháp tích hợp các môn với nhau trong bài giảng này, rồi cho học sinh, ví dụ có lần thầy chia sẻ một giờ học văn là người học lên đóng vai các nhân vật trong cái tác phẩm đó. Tôi cho rằng đấy là một cái cách học rất là đổi mới và sáng tạo. Và đó là những gì chúng tôi đã chia sẻ cách đây cả 10 năm rồi, là rất mong các thầy cô sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng áp dụng như vậy.
thay vì cách học truyền thống là rót nước vào vào đầu người học, rót kiến thức vào đầu người học, thì tại sao mình không khơi cái sự chủ động sáng tạo của các em? Mỗi người học hãy tin tưởng người học hoàn toàn có thể đọc và tự làm, tự nói, và người thầy là người định hướng, là người dẫn dắt, là người chỉnh bổ sung hoặc là chỉnh sửa nếu các em có cái nhận thức chưa đúng, các em làm chưa đúng, mình là người hướng dẫn. Trong quá trình hướng dẫn các em tự làm chính là chúng ta dạy. Và khi nghe các em đứng lên đóng vai thuyết trình về nhân vật, đóng vai để diễn tả tác phẩm, là một quá trình các em thấm cái tác phẩm đó vào vào trái tim của các em, chứ không chỉ đơn giản là những cái lời văn, những cái lời giảng của thầy, tác phẩm này hay như thế nào, nhân vật này hay như thế nào. Không, những cái đó nó sẽ chữ thầy trả thầy, học xong sẽ quên. Nhưng khi các em thật sự trải nghiệm theo cái cách mà trường thầy Phạm Vũ Thạnh đang làm, áp dụng phương pháp đóng vai và làm việc nhóm trong giảng dạy, thì chắc chắn là các em sẽ nhớ bài rất là lâu. Mỗi bài giảng sẽ là một cái ấn tượng rất sâu sắc. Dạ vâng, chắc là bây giờ còn rất là nhiều câu hỏi mà bây giờ thời gian của chương trình cũng có hạn, cho nên là các bạn độc giả cứ comment câu hỏi của mình ở bên dưới, rồi sau đó admin của First News sẽ gửi cho cô Thúy và cô Thúy sẽ trả lời sau nha. Còn bây giờ cô có một câu hỏi mà dành riêng cho các bạn độc giả. Câu hỏi của cô như sau: để có một lớp học hạnh phúc, theo bạn ai là người có vai trò quyết định? A. Người học. B. Người dạy. C. Cả hai đáp án trên. Các bạn hãy chọn ra câu trả lời của mình và comment ở dưới bên dưới cái livestream này, và cô Thúy sẽ chọn ra 5 bạn đọc có câu hỏi hay nhất, câu trả lời hay nhất, và sẽ tặng cho mỗi bạn một cuốn sách Cẩm Nang Phương Pháp Sư Phạm đây, có chữ ký của cô giáo luôn. Rồi, xin cảm ơn những chia sẻ của cô. Xin chào. Có lẽ là tôi muốn nói một vài lời kết thúc với mọi người chút xíu. Quả thật là chương trình hôm nay thì thời lượng nó rất là nhanh, có một tiếng thôi, chúng ta mới trò chuyện được một vài điều thôi. Và tôi rất là mong được mọi người lan tỏa những cái điều thú vị mà chúng ta đang cùng nhau chia sẻ, để mọi giờ học sẽ là những giờ, nó sẽ là những giờ tràn đầy tiếng cười, sẽ là những lớp học hạnh phúc, để các em thực sự đến trường là một niềm vui. Cái khẩu hiệu mà mỗi ngày đến trường là một niềm vui ấy, nó phụ thuộc vào chính người thầy rất là nhiều. Người thầy, người cô hãy tạo cho các em niềm vui, hãy tạo cho các em tiếng cười, hãy tạo cho các em cơ hội được thể hiện bản thân trong lớp học. Thì tôi tin rằng kiến thức và những cái gì chúng ta muốn chia sẻ đến thế hệ sau, đặc biệt là muốn thế hệ sau lĩnh hội được cái tinh thần làm chủ, cái tinh thần tự do, cái tinh thần mà chúng ta gọi là khai phóng, nó sẽ thật sự lan tỏa. Và tôi tin rằng khi chúng ta tin tưởng người học sẽ rất là giỏi. Cảm ơn tất cả những cái chia sẻ của chị Phạm Thị Thúy, và cảm ơn tất cả các bạn đọc đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Tất cả các bạn có những câu hỏi và thắc mắc gì trong quá trình học của mình, xin hãy cứ gửi về cho fanpage của First New, thì admin của First New sẽ chuyển những câu hỏi đó cho cô Thúy sẽ trả lời các bạn. Xin cảm ơn tất cả mọi người.